thưa Đức Cha, chúng con được biết rằng là Đức Cha luôn thao thức, trăn trở, bận tâm đến các tù nhân lương tâm cũng như là những nạn nhân bị áp bức. Và chúng con được biết rằng là đã hơn một lần Đức Cha muốn đến thăm gia đình các tù nhân lương tâm như là bà Trần Thị Nga, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được gọi là blogger Mẹ Nấm, em Nguyễn Văn Hóa, cũng như là các nạn nhân của xã hội đang ở trong chốn lao tù, để Ngài muốn an ủi, khích lệ cho gia đình họ. Nhưng vì quá bận rộn cái công việc nên Đức Cha không thể thu xếp được để đi thăm họ theo như dự kiến. Vậy thưa Đức Cha, chúng con được biết là vào ngày 30 tháng 11 năm 2017 sắp tới sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm của Mẹ Nấm, thì Đức Cha nhận định như thế nào về cái phiên tòa này ạ? Vâng, xin chào chị Huyền Trang cũng như là chào tất cả quý vị khán thính giả của Trang Tin Mừng Người Nghèo. Tạ ơn Chúa cho tôi lại có dịp để gặp quý vị và trò chuyện với quý vị. Từ lâu và đặc biệt trong cái dịp này, tôi muốn thực hiện một bức thư gửi cho chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tự là Mẹ Nấm. Thì tôi có nghe tin rằng 30 tháng 11 2017 sắp tới sẽ có phiên phúc thẩm ở Đà Nẵng, nhưng mà thời gian là quá gấp. Và tôi cũng nghĩ rằng nếu tôi có bức thư thì cũng khó mà tới nơi được. Như vậy hôm nay là dịp tốt để tôi muốn gửi tới và qua phương tiện truyền thông của quý vị gửi tới chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng như tất cả các anh chị em tù nhân lương tâm khác, cũng như tất cả những anh em tù nhân mà trong lời cầu nguyện hàng ngày tôi vẫn hẳn nhớ tới. Hơn nữa, đức tin Công giáo của chúng ta cho chúng tôi thấy có 14 mối thương xác, 7 mối thương linh hồn, 7 mối. Trong thương xác 7 mối có một cái mối nhắc tới thăm những kẻ tù đầy. Và hôm nay cũng là ngày lễ Chúa Kitô Vua. Bài tin mừng hôm nay ở Matthew 25 câu 31 tới 46 nói tới ngày phán xét cuối cùng. Trước tòa Chúa, tất cả mọi người đều bình đẳng, và tiêu chuẩn duy nhất mà Chúa dựa trên để xét đoán tất cả chúng ta là dựa theo lòng yêu mến cụ thể thiết thực nhất nơi những người nghèo, trong đó có những kẻ tù này đói khát. Chúa đã hóa thân làm người thể hiện nơi những người nghèo khó đó. Do đó tôi rất mong xã hội hôm nay của Việt Nam có ngày và sớm nhất có thể cho các giáo hội được có những người thăm viếng, chăm lo cho các tù nhân. Bởi vì họ cũng là những con người có tinh thần, có thể xác. Và hơn thế nữa, những người đó họ là càng cần tới những nâng đỡ tinh thần hơn bao giờ hết. Chính vì thế mà bản thân tôi nay đã về hưu, tôi cũng mong rằng có dịp
và có thể dành nhiều thời giờ để thăm viếng những anh chị em đó. Cái này gợi hứng từng tin mừng, và đặc biệt Đức Thánh Cha Francisco hiện nay của chúng ta, đi đâu Ngài cũng nghĩ tới những anh em tù nhân. Ngài đã từng bước vào nhà tù để quỳ gối xuống hôn chân những tù nhân, rửa chân cho các tù nhân. Anh chị em cứ hình dung coi, khi có những người đến thăm viếng những tù nhân như chúng tôi là giám mục, linh mục, tu sĩ góp công, góp sức cho việc an ủi những anh chị em đó và đóng góp cho xã hội giải quyết vấn đề một cách thiết thực, đỡ tốn kém như thế. Thì qua đây thì tôi nhớ tới cái gương của bé Nguyễn Bảo Nguyên, con gái 11 hay 10 tuổi của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Với tôi gợi hứng rất nhiều, bởi vì bé đã đủ can đảm viết thư cho phu nhân Tổng thống Donald Trump, bà Melania, để xin bà khi tháp tùng chồng tới dự hội nghị APEC ở Việt Nam thì quá bộ ghé thăm mẹ của bé. Nhưng mà nếu tôi được hỏi ý kiến trước khi bé gửi thì tôi đề nghị với bé như thế nào: cháu cứ viết thư như thế, nhưng không chỉ gửi cho bà Melania mà gửi cho tất cả các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, trong đó có 21 vị lãnh đạo tham dự hội nghị APEC, kể cả vị chủ tịch và tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, để cho quý vị đó ý thức hơn cái vai trò trách nhiệm liên đới của họ giải quyết cho những nạn nhân bị oan uổng như chị Quý Ngọc Như Quỳnh và bao nhiêu người khác. Quý vị và anh chị em muốn biết ý kiến của tôi, hy vọng gì ở cái vụ phúc thẩm này, thì với kinh nghiệm quá khứ ở tại xã hội Việt Nam hôm nay, tôi không có hy vọng sáng sủa đâu. Bởi vì ở Việt Nam mình luật thì có nhiều, nhưng mà hình như có ai tuân thủ luật không. Và hơn thế nữa, luật làm ra là toàn những người cán bộ duy vật vô thần, họ làm ra luật mà họ đâu có thi hành. Hơn thế nữa, chúng tôi có kinh nghiệm ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2018 sắp tới, luật tự do tín ngưỡng và tôn giáo sẽ có hiệu lực trên toàn quốc. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có một góp ý rất tích cực, rất nhiều điều hữu ích, cũng như biết bao nhiêu nhà chuyên môn khác trên thế giới góp ý, nhưng mà kết quả xem ra như kinh nghiệm quá khứ cũng như đạo luật này
Quốc hội cũng như nhà nước Việt Nam không quan tâm tới. Hỏi thì hỏi như thế thôi để mà có vẻ dân chủ, nhưng mà việc họ đã quyết định là quyết định. Và cái đạo luật này sẽ thắt chặt hơn nữa tự do tôn giáo ở Việt Nam, mà từ trước giờ đã bị thắt chặt rồi. Nay với cái kiểu xin cho mà tiếp tục như thế này sẽ còn thắt chặt hơn nữa, sẽ khốn nạn, gây ra khó khăn nhiều cho các hoạt động tôn giáo của các giáo hội hơn nữa. Điều đó không có lợi cho đất nước này và cũng không có lợi cho nhà nước hiện nay. Rằng nếu tôi có viết thư thì cũng khó mà tới nơi đó. Như vậy hôm nay là dịp tốt để tôi muốn gửi tới và qua phương tiện truyền thông của quý vị gửi tới chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng như tất cả các anh chị em tù nhân lương tâm khác, cũng như tất cả những anh em tù nhân mà trong lời cầu nguyện hàng ngày tôi vẫn hẳn nhớ tới. Hơn nữa, đức tin công giáo của chúng ta cho chúng tôi thấy có 14 mối thương xác, 7 mối thương linh hồn, 7 mối. Trong thương xác 7 mối có một cái mối nhắc tới thăm những kẻ tù đầy. Và hôm nay cũng là ngày lễ Chúa Kitô Vua. Bài tin mừng hôm nay ở Matthew 25 câu 31 tới 46 nói tới ngày phán xét cuối cùng. Trước tòa Chúa tất cả mọi người đều bình đẳng, và tiêu chuẩn duy nhất mà Chúa dựa trên để xét đoán tất cả chúng ta là dựa theo lòng yêu mến cụ thể thiết thực nhất nơi những người nghèo, trong đó có những kẻ tù này đói khát. Chúa đã hóa thân làm người thể hiện nơi những người nghèo khó đó. Do đó tôi rất mong xã hội hôm nay của Việt Nam có ngày và sớm nhất có thể cho các giáo hội được có những người thăm viếng chăm lo cho các tù nhân, bởi vì họ cũng là những con người có tinh thần, có thể xác, và hơn thế nữa những người đó họ là càng cần tới những nâng đỡ tinh thần hơn bao giờ hết. Chính vì thế mà bản thân tôi nay đã về hưu, tôi cũng mong rằng có dịp và có thể dành nhiều thời giờ để thăm viếng những anh chị em đó. Cái này gợi hứng từng tin mừng, và đặc biệt Đức Thánh Cha Francisco hiện nay của chúng ta đi đâu ngài cũng nghĩ tới những anh em tù nhân. Ngài kính thưa Đức Cha, chúng con được biết rằng là Đức Cha luôn thao thức trăn trở bận tâm đến các tù nhân lương tâm cũng như là những nạn nhân bị áp bức, và chúng con được biết rằng là đã hơn một lần Đức Cha muốn đến thăm gia đình các tù nhân lương tâm như là bà Trần Thị Nga, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được gọi là blogger mẹ nấm,
em cũng văn hóa, cũng như là các nạn nhân của xã hội đang ở trong chốn lao tù, để Ngài muốn an ủi, khích lệ cho gia đình họ. Nhưng vì quá bận rộn với công việc nên Đức Cha không thể thu xếp được để đi thăm họ theo như dự kiến. Vậy thưa Đức Cha, chúng con được biết là vào ngày 30 tháng 11 năm 2017 sắp tới sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm của mẹ Nấm. Thì Đức Cha nhận định như thế nào về cái phiên tòa này ạ? Vâng, xin chào chị Huyền Trang cũng như là chào tất cả quý vị khán thính giả của Trang Tin Mừng Người Nghèo. Tạ ơn Chúa cho tôi lại có dịp để gặp quý vị và trò chuyện với quý vị. Từ lâu và đặc biệt trong cái dịp này, tôi muốn thực hiện một bức thư gửi cho chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tự là mẹ Nấm. Thì tôi có nghe tin rằng 30 tháng 11, 2017 sắp tới sẽ có phiên phúc thẩm ở Đà Nẵng. Nhưng mà thời gian là quá gấp. Và tôi cũng nghĩ đã từng bước vào nhà tổ để quỳ gối xuống hôn chân những tù nhân, rửa chân cho các tù nhân. Anh chị em cứ hình dung coi, khi có những người đến thăm viếng những tù nhân như chúng tôi là giám mục, linh mục, tu sĩ góp công, góp sức cho việc an ủi những anh chị em đó và đóng góp cho xã hội giải quyết vấn đề một cách thiết thực, đỡ tốn kém như thế. Thì qua đây thì tôi nhớ tới cái gương của bé Nguyễn Bảo Nguyên, con gái 11 hay 10 tuổi của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, với tôi gợi hứng chuyện rất nhiều, bởi vì bé đã đủ can đảm viết thư cho phu nhân tổng thống Donald Trump, bà Melania, để xin bà khi tháp tùng chồng tới dự hội nghị APEC ở Việt Nam thì quá bộ ghé thăm mẹ của bé. Nhưng mà nếu tôi được hỏi ý kiến trước khi bé gửi thì tôi đề nghị với bé như thế nào? Cháu cứ viết thư như thế, nhưng không chỉ gửi cho bà Melania, mà gửi cho tất cả các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Trong đó có 21 vị lãnh đạo tham dự hội nghị APEC, kể cả vị Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, để cho quý vị đó ý thức hơn cái vai trò trách nhiệm liên đới của họ giải quyết cho những nạn nhân bị oan uổng như chị Quý Ngọc Như Quỳnh và bao nhiêu người khác. Quý vị và anh chị em muốn biết ý kiến của tôi hy vọng gì ở cái vụ phúc thẩm này, thì với kinh nghiệm quá khứ ở tại xã hội Việt Nam hôm nay, tôi không có hy vọng sáng sủa đâu. Bởi vì ở Việt Nam mình luật thì có nhiều, nhưng mà hình như có ai tuân thủ luật không. Và hơn thế nữa, luật làm ra
là toàn những người cán bộ duy vật vô thần.